Rồi, đất ngay cổng chính D1 của giai đoạn 1 khu nghiệp và đô thị BKMX dẫn từ quốc lộ 14 chạy thẳng vào tòa nhà trụ sở chính của BKMX Bình Phước như quý vị ơi. Với lô đất này nằm trên mặt tiền đường nhựa, đường 8 làn xe quý vị nhá. Đường với lộ giới là 52 m trục đường D1. Đây trước mắt chúng ta là cổng chính của khu nghiệp nhá. Đây ạ. À, đây là quốc lộ 14, thế trái chúng ta sẽ về Đồng Xoài và ngược lại chúng ta sẽ về với lại ngã tư Trần Thành và đi Tây Ninh. Đó, đây là mặt tiền đường quốc lộ 14 nha Rồi rẽ vào À đây là trụ sở chính của tòa nhà trụ sở chính của BKMX luôn quý vị nhé. Đấy từ quốc lộ 14 chúng ta chạy thẳng vào tòa nhà trụ sở chính. Thế phải chúng ta ra các à, khu nhà trọ, nhà ở xã hội cho công nhân. Chạy thẳng chúng ta vào khu nghiệp 311 ha mật độ phủ kín lên tới 70% và lô đất chúng ta nằm cách cổng chính chỉ 150 m quý vị nhé. Đất ta nằm ngay đây quý vị nha Đó, đó hai cái cọc nằm ngay đó quý vị. Ngay gốc cây mà trọng thơ đang chỉ đây, ngay hướng tay trọng thơ đang chỉ đây đây, đây nha quý vị nha Rồi, hướng của lô đất này ạ Là hướng Tây Nam Anh em nào hợp với cái hướng Tây Tứ Trạch nha Hướng Tây Tứ Trạch là gồm Hướng Chính Tây, Tây Nam, Đông Bắc và Tây Bắc Thì đây, Tây Tứ Trạch Hướng Tây Bắc quý vị nha à, Tây Nam quý vị nha Hướng cực kỳ đẹp Và ở đây nằm trên mặt tiền đường 8 làn xe Giá của hôm nay quý vị ơi Chưa đến 1 tỷ 2 Chỉ hơn 1 tỷ 1 thôi là sở hữu được lô đất Mặt tiền đường lớn rộng 52 mét và cách quốc lộ 14 chỉ 150m Đây là cổng chính của khu nghiệp Quan tâm đến lô đất này gọi trọng thơ ngay nha